Kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp thứ hai ngày 27 tháng 6. Chúc quý vị một tuần mới thuận lợi và bình an. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và lựa chọn chúng tôi để cập nhật tin tức và phần nhân sinh cảm ngộ mỗi ngày. Ngay bây giờ như thường lệ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thành phố Hồ Chí Minh đàm phá rỡ tường nhà bất ngờ đổ sập để hai người thương vong. Công viên hơn 700 tỷ đồng tại thành phố Bà Rịa bị đập phá. Bắt nghi phạm phóng hỏa làm hai chị em tử vong tại thành phố Thủ Đức. Nở rộ dịch vụ xe ghép xe tiện chuyến. Cáp treo lên đỉnh Phan Xipang tạm ngừng đón khách. Vay tín dụng đen 90 triệu người phụ nữ ở Bình Dương ôm nợ hơn 10 tỷ. Ghế nhựa, bàn chiếu lại giải kiến vỉa hè Hồ Tây, cấm phóng viên chụp ảnh. Đường sắt Cát Linh Hà Đông cho hành khách mang xe đạp gấp lên tàu. Hầu hết các khu vực có chỉ số tia cực tím gây hại cao đến rất cao. Hà Tĩnh, hàng chục hecta rừng ngập mặn chết khô. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo Tuổi Trẻ đưa tin vào khoảng 8 giờ 25 phút sáng ngày 26 tháng 6, trong khi công nhân phá rỡ căn nhà cấp 4 để xây dựng mới trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, bức tường lớn bất ngờ đổ sập để hai người mắc kẹt bên dưới. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm người mắc kẹt. Do mảng tường lớn, lực lượng chức năng phải điều xe cẩu, dùng dây xích móc vào trụ bê tông để nâng. Sự nỗ lực đã cứu được một người từ đống đổ nát, tuy nhiên nạn nhân bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu. Thông tin ban đầu người còn lại tử vong đã được lực lượng cứu nạn đưa thi thể ra ngoài. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Truyền thông trong nước dẫn lời Chủ tịch thành phố Bà Rịa cho biết, địa phương đang yêu cầu đóng cửa công viên Bà Rịa, đồng thời giao công an tìm người phá hoại những hạng mục tại công trình này. Được biết, công viên Bà Rịa rộng hơn 44 hecta, chia làm hai giai đoạn thi công với số tiền đầu tư hơn 700 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục nhằm đáp ứng nhu cầu về vui chơi, giải trí, thể thao, thư giãn của người dân. Công trình được khánh thành vào cuối năm ngoái, song chưa được sử dụng do một số hạng mục chưa hoàn thiện. Gần đây, đơn vị thi công mở một cổng ở đường Nguyễn Thị Định để người dân vào chơi, tập thể dục, xe chở vật liệu và được đóng lại vào mỗi tối. Sau đó, công nhân phát hiện bên trong hai nhà vệ sinh xây gần giữa và cuối công viên bồn cầu bị đập phá, khung nhôm bệ nước bị tháo, nhiều thùng rác đặt trên các đường nội bộ bị vỡ khung. Hiện thành phố thống kê thiệt hại, lên phương án sửa chữa thay thế, đấu thầu tìm đơn vị quản lý vận hành công viên. Công an thành phố Thủ Đức vừa bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến hai chị em tử vong tại phường Bình Trưng Tây. Nghi phạm bị bắt giữ là Lê Công Hậu, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hậu là nghi phạm đã dùng xăng châm lửa đốt nhà bà L, 49 tuổi, tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây. Sau khi gây án, Hậu đã về quê tại tỉnh Bến Tre để tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ được Hậu. Trước đó, người dân tại hiện trường cho biết Hậu và bà L có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến nhà bà L gây sự, hù dọa. Sau đó, nghi phạm nhiều lần mang can xăng đến khu vực nhà bà L. Tuy nhiên, nghi phạm chưa phóng hỏa. Đến rạng sáng ngày 25 tháng 6, nghi phạm mang can xăng đến đổ rồi châm lửa phóng hỏa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong nhà có 6 người, trong đó 4 người may mắn thoát được. Riêng hai con của bà L tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Báo chí trong nước đưa tin được quảng cáo đón tại nhà trả đúng điểm, dịch vụ xe ghép xe tiện chuyến hoạt động tự phát đang ngày càng nở rộ tại nhiều nơi. Theo đó, chỉ cần hành khách có nhu cầu, nhà xe sẽ phục vụ 24/24 giờ, đi mọi nơi mọi chỗ. Chỉ cần gõ từ khóa xe ghép hoặc xe tiện chuyến sẽ có hàng loạt hội nhóm xuất hiện trên mạng xã hội. Vì tiện lợi nên giá vé cũng đắt hơn gấp 3 đến 5 lần so với tuyến cố định thông thường. Đa số dịch vụ xe ghép xe tiện chuyến mang biển kiểm soát nền trắng và chữ số màu đen, không có đăng ký kinh doanh. Còn một số xe mang biển kiểm soát nền vàng có đăng ký kinh doanh lại núp bóng chạy tương tự xe khách. Tuy vậy, cơ quan chức năng đánh giá loại hình dịch vụ này không được cấp phép và tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông. Theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải đăng ký kinh doanh. Nhà xe đã đăng ký kinh doanh phải hoạt động theo hợp đồng, có điểm đón cụ thể, bảo đảm số lượng và phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Khu du lịch Sunwood Phan Xipang Legend cho biết đơn vị này sẽ thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống cáp treo lên đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai và tàu hỏa leo núi nhằm bảo trì hệ thống cáp treo để đảm bảo khả năng vận hành an toàn và chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm. Thời gian tạm dừng hoạt động từ ngày 27 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 7. Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, sau khi tình hình kiểm soát dịch COVID-19 ổn định, số lượng khách tham quan đỉnh Phan Xipang đã tăng lên đáng kể, ghi nhận khoảng 400.000 lượt khách. Dự kiến khoảng thời gian 6 tháng cuối năm cũng có thể đón hơn 400.000 lượt khách nữa.
Theo báo chí, hệ thống cáp treo Sunway Fansipan Legend giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 ngày xuống còn 15 phút để du khách có thể chiêm ngưỡng nóc nhà Đông Dương. Giá vé cho khách tham quan cả trẻ em với người lớn đều quy định chiều cao, dao động từ 550.000 đồng đến 750.000 đồng với khách ngoại tỉnh và 350.000 đồng đến 550.000 đồng với người Lào Cai. Trẻ em dưới 1 mét được miễn phí. Báo Thanh Niên đưa tin, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Phạm Bá Thụy, 40 tuổi, ngụ ở Bình Dương, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, Thụy là nghi can cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ tháng 9 năm 2020, Thụy nhiều lần cho chị T, 37 tuổi, ngụ ở Bình Dương, vay tổng số tiền là 90 triệu đồng, với lãi suất từ 6 đến 24% một ngày, và cứ 5 ngày lấy tiền lãi một lần. Do lãi suất quá cao, chị T không trả kịp nên Thụy cộng dồn theo chu kỳ 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng và từ tiền lãi thành tiền vay theo dạng lãi mẹ đẻ lãi con. Đến tháng 6 năm 2022, từ số tiền vay 90 triệu đồng ban đầu, Thụy đã tính cộng dồn và tổng nợ của chị T trong 21 tháng lên đến gần 10 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, với lãi suất từ 6 đến 24% một ngày, Thụy đã tính lãi cho chị T tương đương từ 2.160% đến 8.640% một năm. Khám xét nơi ở của Thụy, công an thu giữ 1,75 tỷ đồng tiền mặt, trong đó có 500 triệu đồng mới thu tiền lãi của chị T, cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Sau những đợt ra quân rầm rộ lấy lại vỉa hè và ghế đá cho người dân, đến nay, tình trạng chiếm dụng ghế đá vỉa hè công cộng tại khu vực ven Hồ Tây Hà Nội để kinh doanh bán hàng lại diễn ra ngang nhiên hơn. Cụ thể, ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 25 tháng 6 cho thấy, tại vỉa hè dọc đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, ghế nhựa của những người bán nước được bày kín, một số nơi còn bày bàn ghế nhựa ngay trước ghế đá công cộng. Đáng chú ý, tại khu vỉa hè được trồng cây cỏ, hoa, dọc đường Thanh Niên, nhiều hàng nước còn bày ghế trải chiếu lên cỏ để cho khách ngồi, dẫm đạp, xả rác lên mặt cỏ. Khi nhận thấy phóng viên đang chụp ảnh hành vi trải ghế nhựa ra vỉa hè để bán hàng, một người phụ nữ liền lao tới và cấm không được chụp ảnh. Ngoài khu vực đường Thanh Niên, ghi nhận tại một quán trà chanh trên phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, ghế nhựa bàn cũng ken kín vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ. Trời càng về tối, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh càng diễn ra rầm rộ hơn. Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm tối ngày 25 tháng 6, khu vực này có sự xuất hiện xe của lực lượng chức năng. Trên xe có công an, tuy nhiên các hàng quán vẫn thản nhiên hoạt động. Báo Kinh tế Đô thị đưa tin, để tạo điều kiện tối đa cho người dân, đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ cho người dân đưa xe đạp gấp lên tàu. Tuy nhiên, hành khách phải gấp xe lại và không ảnh hưởng đến hành khách khác. Đến khi lượng khách tăng nhiều và kết nối ngày một cải thiện hơn, Hà Nội Metro sẽ xem xét có giải pháp phù hợp để tạo điều kiện tối đa cho hành khách cũng như phát huy được năng lực vận chuyển. Ngoài ra, thời gian tới, đơn vị sẽ bổ sung thêm một số yêu cầu như trong toa tàu khách giữ trật tự công cộng. Nhất là thời gian qua có nhiều phản ánh về việc hành khách gây ồn ào, sau đó đơn vị sẽ vừa nhắc nhở, vừa có biển cấm tại chỗ. Được biết, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông chính thức vận hành thương mại, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Trong năm 2021, Hà Nội Metro cho biết đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Năm 2022, Hà Nội Metro đặt mục tiêu doanh thu 476 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị là 76,1 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26 tháng 6, chỉ số tia cực tím UV cực đại tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở gây hại cao đến rất cao. Cụ thể, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ở mức 8.9, thành phố Hải Phòng và thủ đô Hà Nội ở mức 9.2, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế và thành phố Hội An, Quảng Nam đều ở mức 9.1, thành phố Đà Nẵng ở mức 9.4, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa ở mức 9.7. Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 8.9, thành phố Cần Thơ ở mức 9.4 và thành phố Cà Mau ở mức 8.6. Cũng trong ngày 26 tháng 6, chỉ số nóng bức cực đại tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, thành phố Hà Tĩnh đạt mức 41-54, mức nguy hiểm. Đối với mức nhiệt này, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài. Dự báo từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, chỉ số tia cực tím cực đại tại các khu vực trên cả nước tiếp tục ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Sang tháng 7, số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ có thể cao hơn so với tháng 6. Tuy nhiên, số ngày có mức nhiệt từ 39 đến 40 độ C trở lên khả năng không cao. Khu vực Trung Bộ dự báo phổ nhiệt của nắng nóng sẽ phổ biến ở mức từ 36 đến 38 độ C và nắng nóng gay gắt ở vùng núi Trung Bộ khoảng từ 39 đến 40 độ C. Trên 40 độ C có khả năng cao xảy ra.
Ngoài ra, trong tháng 7, mưa rông ở Bắc Bộ sẽ nhiều hơn và có thể xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, gây ra mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ. Báo VnExpress vừa có bài viết phản ánh từ cuối năm 2021 đến nay, hơn 25 hecta rừng trồng cây mắm, đước, xú vẹt ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị trụi lá, chết khô chưa rõ nguyên nhân. Diện tích rừng ngập mặn này được trồng từ năm 1994. Ngoài tạo cảnh quan môi trường biển, rừng còn tránh gió cho tàu thuyền của ngư dân, chắn sóng, chiều cường bảo vệ tuyến đê biển Hà Hải Thư. Người dân cho biết, trước đây rừng xanh tốt thu hút các loài chim hải sản về trú ngụ, nhưng từ cuối năm ngoái, cây chết dần đến đầu năm nay thì lan rộng. Cánh rừng ngập mặn không còn màu xanh vốn có, các cây cao từ 0,6 đến 3 mét thân bám đầy rác, cành khô chất đống chảy dài hàng trăm mét trên bờ đê. Cơ quan chuyên môn kiểm tra ghi nhận rễ cây bị thối, không có rễ non, khả năng phục hồi khó. Trong khi đó, nguy cơ cháy rừng ở Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức cao. Khoảng nửa tháng nay, miền Bắc, miền Trung duy trì tiết trời ít mưa, nhiều ngày nắng nóng. Lớp thực bì ở các cánh rừng bị khô kiệt dễ bén lửa, nếu bất cẩn có thể bùng phát cháy rừng. Theo Cục Kiểm Lâm, cả miền Bắc và miền Trung hiện đang có tới 77 điểm có nguy cơ cháy rừng từ cấp 4 đến cấp nguy hiểm, 61 điểm nguy cơ cháy rừng cấp 5 đến cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong đó, vùng cảnh báo cháy cấp 5 tập trung ở Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình và khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc tăng tốc phát triển sức mạnh tàu sân bay. Trung Quốc sửa luật chống độc quyền đối với Big Tech. Tesla lỗ hàng tỷ USD vì công cụ sản xuất pin bị mắc kẹt ở đại lục. Một phần tư các công ty Âu Châu có kế hoạch rời khỏi Trung Quốc. Tình hình Ukraine, thành phố Severodonetsk thất thủ, Nga tiến tới địa điểm mới. Tổng thống Indonesia nói sẽ yêu cầu ông Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Các quốc gia Đông Á đối mặt với thảm họa dân số. Đậu mùa khỉ chưa phải tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Trung Quốc đã chính thức hạ thủy tàu sân bay Phúc Kiến. Đây là tàu sân bay thứ 3 của nước này, sau hai chiếc Liêu Ninh và Sơn Đông. Theo giới quan sát, việc Trung Quốc bổ sung thêm tàu sân bay, đồng thời đẩy nhanh việc trang bị chiến đấu cơ tàng hình cho tàu sân bay trở thành nỗi lo cho nhiều bên trong khu vực. Tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Houston của Mỹ nhận định, tàu sân bay của Trung Quốc đang dần bắt kịp kích thước của các tàu sân bay Mỹ. Nếu kích thước đủ lớn, tàu sân bay có thể chuẩn bị đủ chỗ cho số lượng lớn máy bay. Bên cạnh đó, theo ông Nagao, một ưu điểm của tàu Phúc Kiến là được trang bị máy phóng máy bay loại mới, sau đó nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề của Hải quân Trung Quốc. Ông dự báo tiếp, Trung Quốc có hàng không mẫu hạm đầu tiên vào năm 2012, chiếc thứ hai vào năm 2019. Nếu Trung Quốc đưa vào hoạt động chiếc thứ ba vào năm 2025, thì tốc độ phát triển hàng không mẫu hạm của nước này đạt mức rất nhanh. Tàu sân bay có vai trò lớn về mặt chính trị. So với việc điều động chiến đấu cơ từ đất liền, các nhóm tác chiến tàu sân bay không hiệu quả về chi phí. Tuy nhiên, trong trường hợp Bắc Kinh muốn tấn công Đài Loan, ba tàu sân bay sẽ tạo ra mối đe dọa lớn vì có thể triển khai tác chiến từ nhiều hướng. Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Trung Quốc mới đây đã thông qua thay đổi đối với luật chống độc quyền. Các sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8. Đây là lần thay đổi đầu tiên của luật chống độc quyền kể từ khi nó có hiệu lực vào năm 2008. Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sẽ bị đưa vào thế khó hơn với luật chống độc quyền mới được sửa đổi. Theo luật sửa đổi, phần lớn những hành vi phản cạnh tranh của các nhà cung cấp nền tảng có thể được pháp luật điều chỉnh. Các gã khổng lồ công nghệ dự kiến sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nếu họ buộc nhà cung cấp chỉ được hoạt động trên một nền tảng, một thực tế được gọi là chọn một trong hai ở đại lục. Đối với những vi phạm nghiêm trọng, có mức độ ảnh hưởng trên diện rộng, số tiền phạt có thể tăng từ gấp đôi lên gấp 5 lần số tiền phạt thông thường. Do đó, các cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ hơn đối với hoạt động mua bán và sát nhập liên quan đến phúc lợi công cộng, tài chính, khoa học và công nghệ và truyền thông. Hãng Reuters thông tin, tỷ phú Elon Musk mới đây cho biết hai nhà máy sản xuất ô tô tại Texas và Berlin của ông đang chịu thua lỗ hàng tỷ USD vì thiếu pin sản xuất, do công cụ sản xuất pin đang bị mắc kẹt tại cảng ở Trung Quốc. Cụ thể, ông nói, cả hai nhà máy Tesla đặt tại Berlin và Texas chẳng khác gì những âm thanh ghê rợn đang đốt rất nhiều tiền. Hiện nhà máy Tesla ở Texas chỉ đang sản xuất một số lượng nhỏ ô tô vì gặp khó đối với việc thúc đẩy sản xuất pin 4680, thành phần chính giúp lưu trữ và cung cấp năng lượng cho xe điện của Tesla, khi công cụ sản xuất loại pin này đã bị mắc kẹt tại một cảng của Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa rõ cảng Trung Quốc mà tỷ phú công nghệ Mỹ đề cập là cảng nào. Theo đó, vị tỷ phú khẳng định tất cả những sự cố này sẽ được sớm khắc phục trong thời gian tới, dù thừa nhận sẽ tốn rất nhiều công sức.
Được biết Tesla đang gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian gần đây. Mới đây nhất, họ phải đối mặt với một vụ kiện có quy mô lớn liên quan quyết định sa thải 500 nhân viên tại nhà máy Nevada của Mỹ. Trong đầu tháng này, ông Elon Musk cũng đã chia sẻ rằng ông đang có cảm giác tồi tệ đối với nền kinh tế. Mới đây, Phòng Thương mại Liên minh Âu Châu tại Trung Quốc đã công bố khảo sát về niềm tin kinh doanh năm 2022 BCS. Báo cáo cho thấy niềm tin kinh doanh của Âu Châu sụt giảm đáng kể. Trong thông cáo báo chí, bà Tessina Torrens-Bahinsin, Phó Chủ tịch Phòng Âu Châu cho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Âu Châu tạm ngừng các khoản đầu tư vào Trung Quốc và đánh giá lại vị thế của họ trên thị trường. Khi họ chờ xem tình trạng không ổn định này sẽ kéo dài bao lâu và nhiều người đang hướng tới các điểm đến khác cho dự án trong tương lai. Dữ liệu của BCS cho thấy, đại dịch và suy thoái kinh tế là hai vấn đề chính mà các doanh nghiệp Âu Châu phải đối mặt vào năm 2021. 49% số công ty được hỏi đồng ý rằng đại dịch xếp thứ nhất trong 3 thách thức hàng đầu, trong khi suy thoái kinh tế Trung Quốc là thách thức thứ hai đối với 24% công ty tham gia phỏng vấn. Báo cáo cho biết các chính sách ngăn chặn COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc khiến việc thu hút và giữ chân nhân tài ngoại quốc trở nên khó khăn hơn. Theo BCS, 54% số công ty được hỏi dự đoán sẽ có sự gia tăng các trở ngại pháp lý ở Trung Quốc trong 5 năm tới, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2018. Gần 1/3 dự đoán hiện trạng này sẽ không được cải thiện. Tuần trước, Phòng Thương mại Hoa Kỳ Thượng Hải cũng đã ban hành cuộc khảo sát tác động của COVID vào tháng 6. Báo cáo chỉ ra rằng 26% các nhà sản xuất đang tăng tốc địa phương hóa chuỗi cung ứng Trung Quốc của họ, trong khi chuyển sản xuất các sản phẩm toàn cầu ra khỏi quốc gia này. Trang DW đưa tin, cả Nga và Ukraine mới đây đều xác nhận quân đội Nga đã chiếm thành công thành phố Severodonetsk thuộc khu vực Luhansk ở miền đông Ukraine, đánh dấu thất bại lớn tiếp theo của Kiev trên chiến trường. Phát biểu trên truyền hình, thị trưởng Severodonetsk, ông Oleksandr Shristuk nói, thành phố giờ đã nằm hoàn toàn trong tay Nga, họ đang tìm cách thiết lập trật tự riêng của họ. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định lực lượng của họ đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn ở Severodonetsk và thị trấn Borisk gần đó. Dù vậy, phía Ukraine cho hay việc họ rút quân khỏi thành phố trên là bước đi chiến thuật nhằm chuyển sang chiếm lợi thế lớn hơn ở Lysychansk, thành phố đối diện Severodonetsk bên kia bờ biển sông Severodonetsk. Được biết, sự sụp đổ của Severodonetsk, thành phố từng là nơi sinh sống của 100.000 dân, tạo nên chiến thắng lớn nhất của Nga kể từ khi giành được cảng Mariupol vào tháng trước. Đồng thời, thắng lợi này của Nga cũng thay đổi cục diện chiến trường miền đông Ukraine sau nhiều tuần lực lượng Nga tập trung hỏa lực vào đây. Theo đó, phe ly khai thân Nga cho biết lực lượng của Moscow giờ chuyển sang tấn công vào Lysychansk. Đồng thời, Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine. Tại diễn biến liên quan, ông Cadenas, chính trị gia Pháp, cũng vừa chỉ trích việc Ukraine đã bỏ lại hai khẩu pháo tự hành Kaesa trên chiến trường. Cụ thể, ông Cadenas đăng trên Twitter rằng Nga đã thu được 2 trong số 6 khẩu pháo tự hành Kaesa đầu tiên được Pháp gửi đến Ukraine, cùng những thiết bị khác. Chúng đang hoạt động hoàn hảo. Người Ukraine rút nhanh đến mức không có thời gian để tiêu hủy chúng. Theo chính trị gia này, sau khi bị phía Nga tịch thu, những khẩu pháo tự hành đã được gửi đến nhà máy của tập đoàn quốc phòng của Nga, Uran Vagon Zavod, để nghiên cứu và thiết kế ngược. Trước đó, nghị sĩ Pháp Register Castellanau cũng chỉ trích Tổng thống Emmanuel Macron liên quan đến việc pháo tự hành lọt vào tay lực lượng của Nga. Được biết, khoảng 20 quốc gia, hầu hết là thành viên tổ chức quân sự NATO và Liên minh châu Âu EU, đang rót vũ khí vào Ukraine để đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Tờ New Straits Times đưa tin, Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới. Theo đó, ông Widodo cho biết, trong sứ mệnh xây dựng hòa bình này, ông sẽ yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Indonesia cũng sẽ kêu gọi các nước G7 tìm kiếm hòa bình cho Ukraine và tìm giải pháp tức thời cho cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực toàn cầu. Ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marsudi nói rằng cần đưa các mặt hàng lương thực và phân bón từ Nga, Ukraine trở lại thị trường thế giới bất chấp chiến sự. Trong khi đó, cố vấn Tổng thống Ukraine Ignor Zhova vừa cho biết nước này sẽ không tiếp tục xin gia nhập NATO, dù vẫn muốn có tiếng nói trong các chính sách của liên minh này. Ông khẳng định, các thành viên của NATO đã từ chối nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khác về vấn đề này. Tuy vậy, vị này cho hay, dù không trở thành thành viên của NATO trong tương lai gần, Kiev vẫn muốn tổ chức này công nhận rằng Ukraine là nền tảng trong an ninh của châu Âu và tái khẳng định quan hệ đối tác.
Truyền thông quốc tế đưa tin, các quốc gia Đông Á đang đối mặt với thảm họa dân số vì xu hướng không sinh con. Cụ thể, Nhật Bản từ lâu đã phải hứng chịu cuộc khủng hoảng dân số tồi tệ. Hàn Quốc cũng đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, trong khi tình hình ở Trung Quốc cũng không khá hơn. Theo tờ Korea Times, vào năm 2021, trung bình một phụ nữ Hàn Quốc sinh ra 0,81 đứa trẻ, mức thấp nhất kể từ khi cơ quan thống kê Hàn Quốc bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1970. Trước đó, Hàn Quốc đã trở thành xã hội già vào năm 2017 với trên 14% người dân trên 65 tuổi. Con số này được dự đoán sẽ đạt 37% vào năm 2045. Tại Nhật Bản, mối lo về tỷ lệ sinh con của nước này bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 1980. Tỷ lệ này đã chạm mức thấp nhất là 1,26 vào năm 2005, phục hồi nhẹ lên 1,45 vào năm 2015, nhưng đã giảm liên tục 6 năm qua, xuống mức 1,3 vào năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc không công bố tỷ lệ sinh chính thức vào năm 2021. Song theo ước tính từ một nhóm các nhà nhân khẩu học, bao gồm Li Ang Xuanzhang, Ren Xeping và He Xiaofu, con số này là 1,15, giảm đáng kể so với mức 1,3 một năm trước đó. Theo giới chuyên gia, tỷ lệ sinh thấp ở các quốc gia phát triển bắt nguồn từ nhiều yếu tố như mức sống, chất lượng giáo dục và quá trình đô thị hóa. Hãng Reuters đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa qua nhận định bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Dù Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch bệnh này. Theo hãng tin Reuters, quyết định trên của WHO có thể gặp phải sự chỉ trích của một số chuyên gia y tế toàn cầu, những người mà trước đó cho rằng đợt bùng phát hiện nay của bệnh đậu mùa khỉ có đủ tiêu chí để được gọi là tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng WHO đang ở vị thế khó khăn sau đại dịch COVID-19. Hồi tháng 1 năm 2020, khi WHO tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng, nhưng chính phủ của nhiều nước đã phớt lờ tuyên bố đó. Chỉ đến 6 tuần sau khi WHO dùng từ đại dịch thì các nước mới có hành động. Được biết, kể từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ngoài các nước khu vực Tây và Trung Phi, các nước coi đây là bệnh đặc hữu. Cụ thể, tổng cộng đã có hơn 3.200 ca mắc và 1 ca tử vong do đậu mùa khỉ được báo cáo lên WHO từ hơn 50 quốc gia, phần lớn ở các nước Tây Âu. Truyền thông quốc tế đưa tin, phát biểu qua video tại Hội nghị đoàn kết vì an ninh lương thực toàn cầu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Nhiều nạn đói có thể sẽ xảy ra trong năm nay và năm sau. Dù vậy, ông nhấn mạnh việc xảy ra một nạn đói lớn trong thế kỷ 21 là điều không thể chấp nhận được. Cụ thể, số liệu báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy hiện hơn 460.000 người ở Somalia, Yemen và Nam Sudan đang rơi vào tình cảnh đói kém, trong khi hàng triệu người ở 34 quốc gia khác đang trên bờ vực của nạn đói. Tổng thư ký Guterres cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm các vấn đề tồn tại trong những năm gần đây như biến đổi khí hậu, tác động của đại dịch COVID-19, sự phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia. Theo ông, sẽ không thể có giải pháp hiệu quả cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trừ khi Ukraine và Nga, hai nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới chiếm khoảng 25% nguồn cung lúa mì toàn cầu, nối lại hoạt động thương mại. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay và ngay bây giờ như thường lệ sẽ là phần nhân sinh cảm ngộ. Đâu mới là nội hàm và cảnh giới cao nhất của bố thí? Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này, trước tiên hãy nói một chút về bố thí trong quá khứ. Trong quá khứ, những tăng nhân hoặc tỳ kheo của Phật khi bắt đầu tu hành đều phải xả bỏ hết tất cả dục vọng, tài vật địa vị trong người thường cũng không được mang theo. Họ đến nơi sâu thẳm nơi cùng cốc hoặc chùa chiền thanh tịnh để thực hành việc tu Phật. Do đó, cuộc sống cá nhân của họ cực kỳ khó khăn. Để duy trì cho sự sinh tồn của họ, những người này bắt buộc phải đi hóa duyên, ai cho gì ăn nấy. Như vậy, họ cũng giúp cho việc hồng truyền Phật Pháp được thực hiện đến mọi nơi trong xã hội. Người dân bình thường xuất gia từ lòng lương thiện và tâm kính ngưỡng Phật nên bố thí cho các tăng nhân. Thông qua việc này mà người thông thường không qua tu hành cũng nhận được phúc báo. Đây cũng chính là từ thiện tâm mà kết thiện quả. Chúng ta hay nghe câu chuyện như một người vì bố thí cho một vị Phật hay La Hán khi chưa tu thành viên mãn mà nhiều đời sau đó nhận lấy phú quý, hoặc có người nhờ vậy mà được lên thiên quốc hưởng phúc phận. Những chuyện như thế được ghi chép rất nhiều trong kinh Phật. Tuy nhiên, trong quá khứ, con người căn bản là khá thiện lương. Ngoài ra, họ chưa đối mặt với hoàn cảnh xã hội quá phức tạp về nhân cách, cũng không bị cuốn vào sự cám dỗ vật chất của xã hội tiêu dùng.
Do đó, sự bố thí của con người đối với người tu hành là biểu hiện tự nhiên xuất ra một cách chân thành của con người trước Phật Pháp và sứ giả của Phật. Và tài vật bố thí cũng chỉ là một phần nhỏ vật chất. Do đó, sự việc của con người ngày xưa cơ bản chính là biểu hiện mang tính cá nhân cục bộ, chưa đến mức gọi là thử thách tâm tính. Hiện nay, xã hội đã phát triển nhiều, đời sống vật chất sung túc và ấm no hơn. So với thời cổ đại, khi Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp thì có lẽ hôm nay có rất nhiều người giàu có. Nhưng con người ngày nay họ bố thí thế nào? Con người ngày nay thích lên chùa, thắp hương, bái Phật, miệng không quên cầu khấn đủ thứ cho mình như phát tài, sức khỏe, thi cử đỗ đạt. Người ta phóng sinh thì ném nguyên một túi ni lông cả nước lẫn cá xuống hồ, vậy coi như xong trách nhiệm phóng sinh, coi như mình đã vừa làm một việc tốt. Nhiều người cúng dường cho tăng ni, chẳng quan tâm tăng ni đó có thực sự là người tu hành hay không. Ngày nay lại còn xuất hiện nhiều người, sáng khoác áo cà sa, đến tối làm những chuyện khuất tất còn hơn người thường. Nhưng người ta vẫn nhắm mắt mà bố thí cho họ. Con người hôm nay dường như đang mê lạc trong vật chất, chỉ xem trọng giá trị thực tại. Rất nhiều người bàng quan với mọi chuyện xảy ra xung quanh, cứ như thể chúng không hề có liên quan gì đến họ vậy. Chuyện kẻ ác bức hại người tu Phật, chuyện giết người mổ cướp nội tạng, vân vân, họ vẫn làm ngơ, coi như không phải chuyện nhà mình nên không cần phải quan tâm. Nhưng may mắn thay, trong xã hội rối ren, đạo đức ngày một tuột dốc tưởng như không còn chút hy vọng này, chúng ta lại có thể bắt gặp những con người thiện lương, dám vì người khác mà bố thí đúng nghĩa. Năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp từng nói về 7 loại bố thí có thể nhận được phúc báo. Mọi người nghe xong, nhôn nhao vui sướng vạn phần, bởi vì mấy loại bố thí này có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, rất thuận tiện lại đơn giản. Đức Phật dạy, một người cho dù hoàn toàn không có tiền vẫn có thể cho người khác 7 thứ. Thứ nhất, nhan thí, tức là cho đi bằng nét mặt. Chúng ta có thể cho đi nụ cười niềm nở đến những người xung quanh hàng ngày mà mình gặp trong cuộc sống. Thứ hai, ngôn thí, cho đi bằng lời nói. Chúng ta có thể nói nhiều những lời nói ấm áp, khiêm nhường, khen ngợi, an ủi, khích lệ, cổ vũ và động viên người khác. Thứ ba, tâm thí, cho đi bằng tấm lòng, xưởng khai tâm phi, thành khẩn đại nhân, có nghĩa rằng mở rộng tấm lòng, chân thật, thành tâm đối đãi với người khác. Thứ tư, nhãn thí, cho đi những ánh mắt, những cái nhìn hiền từ, dùng ánh mắt thiện ý để nhìn người khác. Thứ năm, thân thí, cho đi bằng hành động nhân ái, dùng hành động nhân ái để đi giúp đỡ người khác. Thứ sáu, tọa thí, cho đi bằng nhường chỗ ngồi cho người khác. Khi đi xe hay trên thuyền có thể nhường chỗ ngồi của mình cho mọi người. Thứ bảy, phòng thí, bố thí nơi ở, đem phòng còn trống cho người khác mượn dùng để nghỉ ngơi. Đức Phật nói, cho dù là ai, chỉ cần tập thành 7 thói quen này thì vận may sẽ đi theo như hình với bóng. Và thưa quý vị, Phật gia cho rằng điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh đời người chính là quay trở về với bản tính thuần chân nguyên sơ trong mỗi người. Và rằng chân, hiện, nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp. Có nhẫn mới có thể tha thứ bao dung với lỗi lầm của người khác, có thiện mới có thể đem điều tốt lành trao cho người khác, có chân mới có thể làm mọi việc từ đáy lòng mà không giả tạo. Và đó cũng là nguyên lý của môn tu luyện khí công của Phật gia mà triệu triệu người đã được nâng cao phẩm chất đạo đức, trở thành những người tốt hơn, khỏe mạnh hơn và đóng góp cho xã hội hiệu quả hơn. Các học viên cho biết những bài giảng giúp cho người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ oán hận, căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Các bài công pháp đứng giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đã đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Hy vọng quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ duyên tìm hiểu, đường link đọc sách truyền pháp luân và hướng dẫn luyện công chúng tôi có gắn trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.